Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình Giờ thứ 9 phát sóng trên chuyên trang Lao động TV. Câu chuyện chúng tôi chia sẻ với các bạn ngày hôm nay có lẽ là một thực trạng không hiếm về những sự xung đột trong gia đình. Một kết cục buồn bắt nguồn từ những quan niệm ấu trĩ và quá mê muội và mê tín dị đoan. Vâng, thưa quý vị, có những sự sai lầm có thể khiến con người ta tỉnh ngộ. Nhưng khi sự sai lầm đã đi quá xa, chẳng thể nào có cơ hội cứu vãn, sửa sai. Tình cảnh của Nga và Hiến trong câu chuyện dưới đây chắc chắn sẽ khiến sự bất bình đối với chúng ta khi mà có những điều vô lý khó lòng có thể chấp nhận trong cuộc sống ngày hôm nay. Chúng ta đã từng khá quen thuộc khi nghe tới cụm từ con cầu tự. Cặp vợ chồng nào cũng đều mong ước có những đứa con khỏe mạnh, bình an. Và người làm cha, làm mẹ nào cũng đều mong con cái của mình có tương lai tốt đẹp nhất có thể. Nhưng liệu những điều ấy có thể có được bằng sự mong cầu, có được bằng sự thờ cúng tới mức cuồng tín không? Cứ mỗi lần thấy mùi khói nhang và tiếng gõ mõ tụng kinh, là trong đầu tôi lại dâng lên nỗi ám ảnh đầy sợ hãi. Những âm thanh và những lời lầm rầm khấn bái cứ văng vẳng bên tai tôi mà không sao thoát ra được. Đến bây giờ, tôi vẫn không thể tin những điều đã xảy ra trong cuộc sống của mình là thực. Nếu có cơ hội được lựa chọn lại, có lẽ cuộc đời tôi đã không phải chịu đựng nhiều mất mát và trái ngang đến thế. Giá như được lựa chọn lại, có lẽ anh đã không sai lầm một cách mù quáng như vậy. Lúc này đây, anh chỉ biết dằn vặt mình với những sự hối tiếc đầy ân hận. Nhưng chẳng còn gì để có thể đánh đổi lại được những thứ đã mất. Tôi những tưởng tất cả những điều mình làm cũng chỉ vì muốn giữ một mái ấm gia đình được yên ổn, tốt đẹp. Nhưng tôi không hề nhận ra sự thiển cận của chính mình đã khiến gia đình tôi phải chịu đựng sự tổn thương tâm lý nặng nề đến vậy. Đến giờ, anh vẫn không thể tin là tôi đã dứt khoát đoạn tuyệt, ngay cả khi giữa chúng tôi có những sợi dây gắn kết thật chặt. Người ta đồn, mẹ thằng Hiến cuồng tín lắm, chỉ biết đốt tiền và cúng bái thôi. Còn mà lấy nó ấy, thì có mà nai lưng ra làm việc bao nhiêu tiền của, cũng như gió vào nhà trống thôi con ạ. Tôi đã từng gạt hết mọi lời dị nghị của họ hàng, cũng như những mối lo lắng của bố mẹ tôi về sự phức tạp trong gia đình Hiến, để tiến tới hôn nhân với anh. Mặc cho bố mẹ tôi có cố gắng can ngăn rằng nếu lấy anh ấy và sống chung với bà mẹ chồng rất đồng bóng thì chắc chắn tôi sẽ rất khổ, nhưng tôi vẫn khăng khăng bỏ ngoài tai. Tôi biết bố mẹ Ngà cũng có định kiến về hoàn cảnh gia đình tôi. Những phản ứng kiểu như vậy tôi cũng đã quen, bởi mẹ tôi là một người tôn sùng chuyện cúng bái, thì đến họ hàng thân thích, thậm chí cả những bạn bè, đồng nghiệp và hàng xóm xung quanh cũng từng bày tỏ sự không ưa mẹ tôi lắm. Trước mặt thì mọi người coi là bình thường, nhưng sau lưng họ thường mỉa mai châm biếm. Ôi dào! Đồng cốt đốt tiền như đốt vàng mã, suốt ngày cúng với bái, không biết tiền ở đâu ra, chỉ khổ thằng con dài. Rồi cái bà ấy thì mê tín dị đoan lắm. Ai cũng có vẻ e ngại khi tiếp xúc với mẹ tôi. Điều này tôi có thể nhận thấy rất rõ. Là người có tư duy khá mở, luôn tôn trọng về tính cách cũng như lối sống khác biệt của những người khác, nên tôi không quá quan tâm tới những lời đồn đại không hay về mẹ anh. Tôi đã nghĩ nếu chúng tôi cưới nhau, chỉ cần mẹ anh đồng cảm với tôi, không can thiệp vào sở thích của tôi và cùng dung hòa trong lối sống, thì mọi thứ khác sẽ ổn. Tôi và Ngà quen nhau và tìm hiểu nhau khi cả hai đứa vào độ tuổi không còn trẻ nữa, đã ngoài 30 và ngang tuổi nhau, nên chúng tôi đều già dặn trong suy nghĩ. Ngà luôn có quan điểm phân định mọi thứ rất rõ ràng. Giữa chuyện chúng tôi có tình cảm với nhau và tiến tới hôn nhân với việc mẹ tôi là người có xu hướng mê tín thì chẳng có cái gì liên quan đến nhau cả. Chính vì vậy, tôi vô cùng cảm kích trước sự cởi mở và tôn trọng của Ngà đối với mẹ tôi. Chỉ cần anh đừng theo mẹ sa đà vào mê tín dị đoan là được. Tôi luôn trêu đùa anh như vậy để khẳng định rõ quan điểm của mình, cũng để anh không quá lăng tăng hay lo lắng về chuyện tôi và mẹ anh sẽ khó hòa hợp được với nhau khi cùng sống chung dưới một mái nhà. Tôi biết Ngà là một người không duy tâm hay quan tâm đến các vấn đề tâm linh. Tôi cũng hơi lo không biết liệu Ngà có thích nghi được với lối sống và cách hành xử hơi dị biệt của mẹ tôi hay không. Chưa kể bố tôi mất sớm khi tôi mới 8 tuổi. Một mình mẹ chăm bẵm tôi từ bé cho tới khi đến trưởng thành. Chính bởi chỉ có một đứa con dứt ruột duy nhất bên cạnh nên mẹ tôi luôn dành sự quan tâm tôi hết mực. Chưa bao giờ bà muốn tôi đi đâu xa nhà. Tôi chỉ sợ sự quan tâm nhiều quá của mẹ tôi sẽ gây sự khó chịu với Ngà và dễ nảy sinh xung đột. Tuy đã ngoài 30 tuổi nhưng mẹ chồng tôi vẫn quan tâm anh, như thể anh ấy vẫn là một đứa trẻ. Lúc nào bà cũng chỉ lo anh gặp chuyện xấu, suốt ngày dặn dò anh phải kiêng không được làm điều này, điều kia và cực kỳ duy tâm. Thậm chí bà vẫn ngược xuôi làm lễ cầu cúng tứ phương để cầu cho anh được mạnh khỏe. Chồng tôi nói tất cả những điều ấy mẹ làm là vì rất thương con cái. Tôi cũng đồng cảm với hoàn cảnh gia đình anh nên tôi mở lòng chia sẻ với anh hơn, dù anh có luôn nghe lời mẹ. Từ ngày về làm dâu, Ngà tận tình chu đáo với mẹ tôi. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không xảy ra những xung đột căng thẳng như tôi mường tượng trước đó. Tuy nhiều lúc mẹ tôi khó tính trong việc mua đồ lễ, nhưng Ngà vẫn chịu khó sắm sửa và chiều theo những yêu cầu của mẹ tôi. Càng sống cùng, tôi càng nhận ra mẹ anh là một người cực kỳ mê tín. Nếu người có đức tin theo đạo Phật thì tôi không nói, nhưng đây mẹ anh theo kiểu người sùng bái quá đà, cái gì cũng nghĩ đến cầu cúng. Thời gian đầu sau đám cưới, nhịp sống của gia đình tôi vẫn diễn ra suôn sẻ, bình yên. Nhưng kể từ khi tôi bắt đầu có thai thì dần nảy sinh những sự xáo trộn bất thường. Hai vợ chồng tôi òa lên sung sướng bao nhiêu khi em có thai thì mẹ tôi còn mừng hơn gấp bội. Mấy tháng đầu Ngà ốm nghén, mẹ tôi đã đứng ngồi không yên, lo lắng sốt vó. Lúc nào mẹ cũng thúc giục chúng tôi đi làm lễ cầu để được an thai. Nhờ bao năm mẹ đi thành tâm cầu khấn thì thằng Hiến nó mới có được sức khỏe như thế đấy. Mẹ chồng tôi ngày nào cũng nhắc tới điều này để thúc giục chúng tôi phải lo thật thấu đáo chuyện thờ tự. Nhưng việc bà bắt chúng tôi ngày ngày làm lễ cúng thì thật sự thái quá. Có những lúc tôi ốm nghén vật vã nhưng bà vẫn ép tôi phải đội lễ cho bà. Bố mẹ tôi biết chuyện cũng rất bất bình, nhưng phận con gái đã gả chồng nên chỉ biết xót xa mà không can thiệp được gì. Trước đây tôi không có thành kiến gì về việc mẹ chồng tôi hay thờ cúng, nhưng giờ bà yêu cầu tôi phải thực hiện những việc hết sức oái oăm đó thì thật khó có thể chấp nhận. Này, hai đứa liệu mà bảo nhau chuyện con cái không phải là chuyện đùa đâu. Cầu cúng mà cứ thái độ như thế thì phải tội chết đấy. Mẹ tôi rất phật ý vì Ngà có những phản ứng miễn cưỡng khi bà đề nghị vợ chồng tôi dành tiền sửa lễ đi cầu cúng ở các nơi. Mẹ tôi cũng rất kỵ rằng đã thờ cúng thì không được có ý kiến, như thế là không thành tâm. Tôi rơi vào trạng thái mất kiểm soát khi không thể tìm ra cách để cho cô ấy và mẹ tôi tránh nảy sinh căng thẳng. Mỗi khi tôi có ý kiến thì anh cũng chỉ biết nói mẹ làm vậy là vì lo cho con của chúng mình, cũng giống như ngày xưa mẹ lo cho anh thôi. Nhưng anh đâu có hiểu sự tra tấn mà tôi thường xuyên phải chịu đựng. Ngày nào mẹ chồng tôi cũng thắp nhang, mùi khói hương nghi ngút mù mịt trong nhà. Hết đốt vàng mã rồi lại gõ mõ tụng kinh. Ngày ngày chứng kiến và trải qua những cảnh tượng này khiến tôi ám ảnh, ngủ cũng không yên giấc. Thử hỏi 9 tháng 10 ngày mà ngày nào cũng như vậy, tôi không phát điên mới là lạ. Sắp sửa chào đón đứa con đầu tiên ra đời, trong lòng tôi cũng rất háo hức và chỉ cầu mong Ngà sẽ mẹ tròn con vuông. Mẹ luôn nói với tôi rằng thành tâm thờ cúng là phép mầu nhiệm có thể giải quyết tất cả mọi thứ trên đời. Thấy mẹ nhắc nhở, tôi cũng thấy chột dạ. Chính vì vậy, tôi cố gắng khuyên Ngà chịu khó nghe mẹ tôi và cố gắng thực hiện theo để mọi sự được bình an. Tôi tự an ủi bản thân rằng chắc qua kỳ sinh nở, mọi thứ sẽ bình thường trở lại. Mẹ chồng tôi có lẽ sẽ không cư xử kỳ dị như thế nữa. Nghĩ vậy, tôi đành nhẫn nhịn và thực hiện theo. Nhưng tôi không ngờ một cú sốc lớn xảy ra với tôi khi tôi sinh con ra. Con là một đứa bé không bình thường. Thật không may, con tôi bị khuyết tật hở hàm ếch. Một nỗi đau đớn như ứ nghẹn trong lồng ngực, không thể nào thoát ra. Tại sao con tôi lại là một đứa dị tật cơ chứ? Đứa con gái bé bỏng đáng lẽ phải xinh đẹp như biết bao đứa trẻ con bình thường, tại sao lại phải mang hình hài kỳ dị như vậy? Tôi không thể chấp nhận một sự thực phũ phàng đến vậy. Bản thân tôi chưa hề chuẩn bị tâm lý cho điều khủng khiếp này có thể xảy ra. Quý vị thân mến, một bà mẹ chồng suốt ngày đèn nhang, tụng kinh gõ mõ, một nàng dâu sống chung với mẹ chồng cắn răng chịu đựng, 9 tháng 10 ngày bụng mang dạ chửa sống trong u tối của khói nhang. Không may, đứa con đầu lòng của họ lại mang dị tật. Mẹ chồng sẽ đối xử với con dâu như thế nào? Và câu chuyện sẽ ra sao? Mời quý vị đón xem tiếp phần tiếp theo của câu chuyện, được phát sóng vào Chủ nhật tuần này trên Lao động TV nhé!